Ngân hàng Vietcombank vừa phát đi cảnh báo hiện tượng tin tặc xâm nhập trái phép email của khách hàng hoặc là đối tác và thay đổi thông tin người hưởng nhằm lừa đảo lấy tiền của doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khả năng đòi được tiền đối với giao dịch bị xâm nhập email là rất thấp do tội phạm thường rút tiền ra khỏi tài khoản ngay khi nhận được tiền hoặc do thủ tục đòi tiền rất phức tạp của ngân hàng nước ngoài. Không chỉ có Vietcombank, ngân hàng BIDV cũng cảnh báo hiện tượng trên đối với mạng Internet đã xuất hiện trang web hướng dẫn thông tin sai lệch về số điện thoại tổng đài của BIDV và một số ngân hàng khác.